Con người yêu cầu hãy, cái ông âm thanh này ông ca hay lắm. Dạ. Hôm nay đi ông thanh, chủ âm thanh kim luôn nghệ sĩ. Dạ Thanh Hải. Cảm ơn quý vị. Bữa nay là tôi không có nhịn được cảm xúc. Không sao, đừng có bận quần xà lõn là được rồi. Dạ kính thưa quý Phật tử, hãy đến đây hãy bên bên âm thanh và được gửi lời yêu cầu của người anh trai, hãy xin mến tặng vị ba câu vọng cổ trong bài hát mang tên Chuyến Đò Không Em. Xin mời vị cùng thưởng thức. Thương nhớ ai mãi nhớ, cầu duyên giải niềm dở dang buồn. Tôi ngồi trọn dòng dữ lệ trên bến sông buồn, không có em. Anh muốn nói với em đôi lời thương nhớ, nhưng từ hạ rằng khi ngàn tỏ cùng em, biết trái tim kia có đón nhận ngay là chối bỏ, nên anh nhờ đàn giấy đắng đi cao thơ để em hiểu rằng anh thầm thương cho như phải ra đi, bỏ lối cũ bỏ con đò đưa còn lại anh một mình trên đôi cũ qua những chuyến đò đều dắt bóng hình em. Anh không trách người đã đi lỗi nhịp đàn, cách đời xung hợp lại ly tan, để cho câu hát tình chỉ đèn thơm ngát tình người thơm ngát. Chuyến đò nào không mộng ai được.
chờ, nhớ mong chờ đợi nhưng chờ đợi ai đây? Khi mà giường cũ thì vắng em rồi, nhìn sao sao tối nghe sao mờ, tôi vẫn mong chờ sao chưa thấy rồi. Âm thanh mà ca hay quá trời, bà con cô bác vỗ tay coi đàn.